Quá hay, 6 điều khác biệt của tiệm buffet này đã chiếm trọn lòng người. Chẳng trách là tiệm luôn đông kín bàn dù có tận 8 cái. Ai mà có ý định mở quán nên học hỏi. Mới đầu đi ngang, Sơn cũng nghĩ nó là tiệm buffet 139 với quầy lai hải sản và kính thưa các loại thịt, rồi rau củ quả hấp chiên xào như bình thường. Nhưng mà mình bỏ qua mấy cái vụ món ăn này nọ đi. Quầy lai là thật sự nó cũng na ná nhau thôi. 6 điều này mới là quan trọng nè. Số 1, có tâm chỉ nha khoa lấy thoải mái. Trời ăn thịt thì phải dính răng, mà tâm thường á càng xỉa càng khó chịu. Em tâm nhỏ nhỏ này sẽ làm cho khối người tự tin mà ăn nhiều hơn. Các bạn nữ yên tâm, tới đây ăn, bạn trai không có cơ hội nhìn lén điện thoại của mình đâu. Vì ở đây có dây cột tóc, ăn xong mang về luôn, không cần trả lại. Chịu. Có sẵn tập về cho mình dùng thoải mái. Đi ăn nhất là đi tiệc, và những cái gì đặc biệt á thì phải ăn mặc đẹp xíu đúng không? Mà nướng lỡ như bị văng vào áo, nhất là áo trắng thì coi như xong. Tiền áo gấp 3 lần tiền buffet. Ngoài nước thường, tiệm có nước lúa mạch uống thỏa thích mà chỉ thêm 70 đầu người. Đại sinh nhật ha, tất niên ở đây á vừa có tiếng sang, chấp mấy ông uống mạnh đô luôn á. Mỗi người sẽ được một cây kem. Trời ơi, thật sự nó ngon đến mức mà sẽ phải xin thêm một cây nữa luôn á. Mấy bạn tới ăn mà thấy thích cái kem này á thì cứ xin nhân viên nha, nhớ làm mặt dễ thương lên á, chắc chắn các bạn nhân viên sẽ mang cho bạn nguyên cái tủ kem luôn. Mà ok chứ bộ, muốn ăn nhiều ăn, 30 mà có thêm kem nè. Rồi sườn bò ba chỉ, phô mai sợi nè, đậu hũ phô mai, ăn thỏa thích thì chịu rồi nha. Ở đây có hai loại bếp, bếp nướng không khói và chảo nướng giấy nến cho mình chọn. Tiệm mở cửa tới 12 giờ khuya mà không phụ thu nha, không tính thêm về, không phí gửi xe, lễ hay là cuối tuần á không tăng giá, lưu lại liền, rảnh đi thôi, khỏi suy nghĩ.